Hôm nay là buổi học đầu tiên Tuân giúp cho hai bạn người cá mới sơ sinh trở thành người cá quốc tế. Với sự hỗ trợ của mỹ nhân ngư Viviani, tương lai câu lạc bộ người cá của Tuân sẽ phát triển rộng lớn, nên cũng đã đến lúc Tuân cần các đệ tử của mình giúp sức. Ở Việt Nam, Tuân chỉ mới dạy bơi người cá cấp bằng quốc tế level 1 thôi. Nên tất cả các bạn người cá đã có cái bằng này á đều có thể tham gia phụ Tuân đào tạo ra người cá mới. Mục đích chính là để ôn luyện kỹ năng bơi lội và phát triển tài năng cho các bạn. Người cá nào có năng khiếu gì sẽ được phát huy tối đa năng khiếu ấy. Như hai bạn Javi Hiên Phúc là ca sĩ nhí, nên Tuân gọi mỹ nhân ngư Viviani đến để gieo duyên với các bạn ấy, để giúp các bạn không chỉ bơi giỏi mà còn hát hay hơn nữa. Vì Viviani cũng là ca sĩ được đào tạo bài bản ở nước ngoài, học nhạc viện, đã tốt nghiệp nghệ sĩ piano ở Úc. Regularities, living all the dreams, playing all the games, and getting high on love. They can chase us down, but we will always win. Leading every dance, feeling every time.